đây là nhà chị Hồng Loan đến thắp hương cho thầy. Ngày xưa mình kéo tay lắm, mình làm cái này suốt đi. Con cậu năm đi chứ đâu có gì đâu. Đây cũng là một năm luôn hả chị Long? Trước ngày đi rồi. Trước ngày ha, cái bàn luôn cũng được. Mới nói với người cao tính nhờ cầm máy chứ nó. Mọi thứ miếng. Cho miếng ớt nữa chị. Không. Không. Nằm không ăn ớt hả? Dạ. Mắm nè chị. Đó. Đặc biệt là món chú cái bánh xèo. Cả nhà chị Loan chuẩn bị mọi thứ miếng hay cả nhà. Rất là nhiều món nha. Quay gì không coi gì hết rồi ông. Thịt chò viên gì tụi quay bàn rồi. Ông quay lại có Hồng Loan ơi. Hôm nay vô giết mộ quà nữa được ông có Hồng Loan con của Linh đây. Để con lấy nghe con cũng. Rồi, chào anh. Nhưng mà cứ tận dụng cơ hội chứ thì con bé nó mới còi. Dạ khỏi bây giờ mình rời khỏi live đi, mình vô video mình coi trong cái kênh nó trong video có trước cùng năm cũng cùng bốn trước cái điện thoại nha. Cô chú anh chị, chị Loan có để trên bàn một chén cơm ha, gấp mỗi thứ một ít đồ ăn để lên bàn thờ mời ba về thọ thực, và cũng như là có bánh ú của chị Bùm Bùm bán cũng để trên bàn thờ cả nhà. Đó. Và đây là cái mâm cơm, mâm cơm thì có mắm nè, canh nè, bánh xèo nè, cũng như là bò kho tiêu. Đó. Nói chung là tất cả những cái món trên đây đều là đồ chay hết nha quý cô chú anh chị. Tất cả đều là đồ chay hết nha. Hồng Loan cũng như người nhà tổ chức rất là chuẩn bị rất là bài bản nha mọi người. Hôm nay là rồi chị Loan thắp hương xong rồi sẽ tới mấy chị trong gia đình. Và bên kia thì chị Loan đang đi thắp hương xung quanh mộ của những nghệ sĩ, cô chú nghệ sĩ đồng nghiệp với lại Bắc Năm theo quý cô chú anh chị. Chị Trang hay cả nhà. Rồi tay mấy chị thắp hương với cô chú anh chị. Chỗ đây là phần mộ của Bắc Năm ha. Ở giữa đây cô chú anh chị mình thấy đây là cái cây lẻ bạn. Xung quanh đây thì có những cái ngọn nến. Cái đây là bằng sứ cả nhà. Đó. Thì ban đêm sẽ được để đèn, buổi chiều sẽ được để đèn vô đây. Mỗi bên là 9 ngọn, mỗi bên là 9 là 18. Ở giữa đây cũng có nó nè cả nhà. Mà theo thời gian thì em thấy là nó bị cũ cả nhà, đóng khói, ám khói ha. Bình Dương hồi nãy thì có một cái cơn mưa bất chợt. Nó vừa mới đổ mưa cả nhà. Chị Loan đang thắp hương cho cô Thanh Kim Huệ.
quay từ xa nha cả nhà. Một lát nữa thế nào chị Loan thì cũng qua đây thôi. Đó, hợp lý ha. Em đứng đây nãy giờ đợi chị luôn đó. Thằng Tài chết danh thằng Tài luôn rồi. Ừ. Ai đi mất chỗ nha. Đó. Dạ thằng Tài đi né nè. Dạ được rồi, thằng Tài đen rồi chị. Rồi chị ơi, em đủ 8 phút thì em đi ngoài đi em. Ai đủ ra. Giờ mình phải lên tiếng rồi. Đó. Lao mộ cho xuống dưới lên. Có ai phá sóng không? Sao không thấy sóng về ta? Ủa chị đi có bị mắc mưa không chị Loan? À, chị ngồi xe. Có mặc áo mưa mà ngồi trong xe có mặc áo mưa. Ờ ngồi trong xe mặc áo mưa. Ý nói là cái xe bị rột. Tưởng đâu là siết mỡ, siết cơ của bà Trâm không? Chị kiếm gì? Loan chính ra, Loan chính ra nước da bản chất thật là nước da là trắng nha mọi người. Còn qua ngày xưa đi bán cá với bán trứng vịt lộn nước da là ngâm bánh mật. Nhìn xem nước da của Loan thực chất là trắng. Chẳng qua ngày xưa làm lũ thôi. Làm bộ kêu chị ơi, chụp hình đó chị. Đó, do xài mỹ phẩm nên dùng mỹ phẩm đây mấy chị đây ở dưới nhà đi theo nè cả nhà. Nghe rõ ràng đấy nghe chị. Hả? 5 tháng 5 đi chơi nha ngoại. Lắng là nha. Đi xe của ông ngoại trở ngoài gì nữa luôn. Bữa nay mùng 4 hả ta? Ngày mai là mùng 5 hả? Nhanh quá. Ba đứa luôn hả? Bạn áo tím đó Loan. Lao rồi con, lao rồi. Kìa, bạn áo tím kìa. Phan Nhí luôn luôn ngoại. Hỗ cho Phan Nhí khỏe mạnh, khỏe mạnh học giỏi ngoại. Học thế nào thì học cứ 2 năm một lớp là nó chắc nha. Thế nào học mấy năm mà con? 2 năm lớp là chắc. Đó là yêu xưa, yêu ngày xưa mà 3 năm một lớp, các con bây giờ là phải 2 năm một lớp. Trời ơi, chú tao cố gắng 2 năm một lớp rồi con. Đừng áo móng nha. Có sao mà lớp thì con thích cô giáo quá, không lên. Rồi, ba đứa nhỏ. Ok. Nhẫn luôn rồi. Mất nhẫn đó, ba đứa còn nhớ. Đã không luôn rồi. Có nhẫn hả? Chịu nổi. Kim cương hột sòn không á, mấy ly không á con. Mấy này sao nó lâu ra bông quá ha. Đến mùa nó ra con lát đầu. Ôi cây này bự lắm nó mới ra bông được chứ ta. Nó nhỏ vậy sao ra bông được. Sáng không? Sáng gì vậy? Nó cái đã sáng gì vậy? Trắng gì mà sáng thế? Nó ra bông là nó có trái không chị? Không, nó bông mà bông mình nấu canh ăn được. Ủa ăn được luôn hả? Với canh giò heo á. À. Thường là phải bông có bông thì phải có trái chứ. Có trái. Mình... đừng có đụng vô cái con nó rớt một cái là con đời không nổi ra đó con. Hôm nay chị không lo có phần nhí luôn. Thì con cũng đã đến đây và Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chị cứ đi xà quăng hoài là nó quéo rồi chị. À, chị đi tới lui là nó quéo rồi chị. Đó. Ngay lúc này em phát hiện có hai chị đang làm cái gì đây? Một người đang lau và một người đang lạc lá. Có sâu không chị? Bông lá này không có sâu đâu nè. Lạc ba lá này ra cho chỗ bông. À cho chỗ bông hả? Em nghe nói là bông này là nấu canh ăn được hả chị? Nhưng mà tại nó hỏi thằng để cho nói. À nấu uống được luôn hả chị? Bị gì? Tim á. À. Tim thông được không chị? Hết tiền đâu tim. Ngoại. Ngoại chỉ là khi nào hết tiền đâu tim là uống hết hả ngoại? Mình muốn cái nào cũng chịu nguyêu hết trơn, hắn lê lại giờ. Nó đi là không dám đi gần gần nữa mà nó đi kiếm mình hoài. Nè. Nhờ khán giả của ông Thắng ủng hộ cho tôi em coi. Cho cơm qua Thảo nghe. Đó nhiều nhiều vô. Đi lại bay không luôn nha. Đó cô chú chị. Cô ở đâu cô? Cô hóc môn hả? Cô mới lên luôn hả? Lên lần này lần thứ 3, thứ 4. Rồi. Mình lên đây để thắp hương cho bác Năm hả cô? Dạ. Quả quỷ luôn. Chụp hình không lon chưa? Rồi hả? Tối nào không thấy like ba kem. Ba kem. Ủa vậy là cô có coi TikTok hả? Có chứ. Vậy hả? Có luôn. Rồi. Nào cũng coi phần cứng luôn nè. Biết người tài like kem luôn hả? Con cảm ơn cô nha. Dạ. Âm nó chích thôi. Vậy ai điện cho? Bạn này có đi diễn diễn mở ha. Đi hát mùa mưa đó tính. Dạ luôn nha anh. Ăn cơ kiết hả ha. Ở ăn cơ kiết hả gì cơ vậy? Dạ chưa. Ờ chưa anh, chắc tầm chưa. Chắc ăn chín quà. Dạ, sinh nhật hả? Đúng ra mình mùa mưa mình hát ngon chứ. Nhiều khi mình chạy mưa chị hát đó, không có gì bảo á chị. Mời sinh nhật hả? Tầm 6 này là ra. Xe 2 đi. Dạ. Nói lại cho chị. Rồi. Xe cũng luôn to. Ồ, đợi con ra. Dạ. Rồi, ra tới Hà Nội luôn rồi. Ừ, có gì báo em nha. Tôi xe con to đi, ra tới Hà Nội luôn hả chị? Hôm nay ở bên Úc tôi làm xe dưới luôn. Ok, cảm ơn em nha. Ta đang đi chơi rồi. Ta đang đi chơi rồi. Ta đi các đi vườn. Á. Anh hai với chị ba là bên Úc rồi đúng không chị? Anh hai bây giờ là đang xin mấy. Vậy luôn, có gì mới mới chia sẻ thiếu vậy luôn. Gì? Nghe nói tháng 7 này chị có xôi trong đồng nữa phải không? À, dạ, đúng rồi. Tài lắng hoài nha anh. Dạ, đâu có rồi. À, tháng 7 này chị Hồng Loan có xô ở trong đồng quý cô chú anh chị. À, có gì tiếp tục là ủng hộ chị Hồng Loan nha. Chị? Tháng 7 hả? Cái anh. Trời đất ơi. Trời ơi, cuồng chứ. Quá trời. Ủa bữa này hôm nay ai chở hả chị? Ai lái á? Bạn của anh Hải lái. Anh Hải bận hả chị? Ừ, dạ. À, cái anh mà hôm đại đi từ hẹn đúng không? À đúng rồi. Ồ, mình... anh chạy như cái máy điện vậy đó, chạy dữ lắm. Giờ không biết đường cắm đầu chạy lắc quay lại gần chết. Bữa nay nhìn giống chị có vậy sự ní quá. Đâu? Có ai vậy sĩ ai bên kìa? Đó, à, một bên vệ sĩ, bên thư ký. Một bên trưởng phòng kế toán, một bên trưởng phòng dịch vụ kinh doanh. Mẹ kế toán. Vụ BH là hai mấy đi Hà Nội. Trong ngày hôm nay nhìn cái mâm cơm mà chị Hồng Loan dâng lên cho ba mình đúng thật là mắt mắt đặc biệt. Tuyệt kỳ luôn, nó thơm. Hơi cay nha con, hơi cay. Thấy muốn nước hoa thơm. Thơm muốn đói bụng xỉu luôn. Mong cho cậu Nam ăn trước thì ăn lẹ lẹ đi, ăn trước ăn lẹ tới mà. Cha này khôn ha. À, hôm nay thì có dịp chị Hồng Loan định nó lớn lên luôn anh, yeah. Nó lớn luôn đồng hồ năm. Nó lớn lên luôn. Nói to hẳn lên, ông đừng nói như kiểu ông cúng rồi nha nhá. Chừng là bữa đây cũng tâm tốt hơn nửa năm rồi. Rồi, nửa năm vẫn nọ năm rưỡi rồi. Không, ý là nửa năm tới năm nay thôi. Tết nửa năm, Tết nửa năm. À, Tết nửa năm. Tết nửa năm. Hình như sinh nhật của năm trước là mới thấy. Chị nói đi Hà Nội là to, bà Sáu chuyện gì vậy? Không. Đâu cái đây bản quyền BH. Bản quyền, bản quyền. Mọi người hình ảnh. Là tới Hà Nội luôn hả chị? Cái giá. Đúng rồi, đi ra tới Hà Nội rồi đó. Cái đế gọi là gia đình trung ương luôn. Trung ương á, gọi là trung ương á. Sẵn rồi ghé thăm bác Hồ luôn rồi về chị chụp hình lại kỷ niệm.
anh em nào đặt vé, đặt vé sẵn đi. Ngày mấy chị đi đặng biết anh em ta đặt vé. Thôi đi, chị biết ngày mấy chị đi. Ngày mấy chị đi khai mau. Vậy chị luôn sắp sửa đi. Bây giờ chị ba gì luôn? Trời đất ơi. Hỏi giờ. Hỏi giờ tiếp. Ngay trong hỏi giờ thôi. Ngay giờ kia. Mà giờ nên ngủ cho khỏe. Hỏi kỹ kỹ là máy bay màu gì à? Hỏi luôn màu không? Đi quen thì có biết cơ trưởng trước máy bay tên gì không? Lên hỏi cơ trưởng, lên bắt tay cơ trưởng. Lần này đi ai lái? Ly đái. Ủa, đây có chị Ly, chị Ly đó hả? Ngon không? Nói cái dạy cục nữa. Không, Ly lái một phát là về Malai, nó không được sao. Là hút luôn. Trời ơi, ngon rồi. Ngon rồi. Ngon rồi. Nguyên bọc luôn. Hai đứa này quan hệ tốt rồi. Được ngay những kẹo mà các chú quan hệ lâu lắm rồi, chả được cái kẹo nào. Vâng, lâu lắm. Hai đứa bay có một lúc rồi. Anh hỏi chú già anh bánh uống. Ờ, đúng rồi. Anh em nhỏ nhỏ em ơi. Em chỗ nha, nói nhỏ nhỏ thôi chị anh em ơi. Chị nhỏ nhỏ thôi. Ồ. Nay nó ân nghỉ. Chị Hồng Loan đến đây thắp hương cho thầy Minh Thiện nha cả nhà. Đứng ra nói chuyện chút xíu gì luôn. Cho đủ tóc hết luôn. Để cho thầy chú nghỉ. Để nghỉ. Thầy chú nghỉ. Thầy chú nghỉ. Thầy chú nghỉ. Ôi, quạt quạt để nó cháy á cô. Cô mình là như thế nào với thầy ha cô ha. Cô không quạt lửa đi để nó cháy sao? À, cô là Phật. Dạ. À, cô chú anh chị ơi, chị Hồng Loan cũng mới vừa đến thắp hương, sau đó thì lên xe rồi. Thì em mới thấy cô đây là Phật tử ha cả nhà. Vì thương mến thầy Minh Thiện về cái hạnh đầu đà nên cô đến đây cô thắp hương này quý cô chú anh chị. Quá là quý luôn cả nhà ơi. Cô ở gần đây không cô? Dạ. Cô cũng vô vía mà tại vì không có người nhà ở đây á, rồi cô ở đây cho nó ấm ấm một chút rồi chút cô về. Dạ. Cô thổi bên cái nó cháy quá trời luôn kìa cô. Không có người nhà, không có người nhà ở đây á thì cô nhà cũng tới. Dạ. Từ sáng sớm rồi. Dạ. Dạ đưa lên dạ. Người nhà về đưa Đức Di Ảnh về để Dạ giờ tôi có Phật tử tới đây rồi, Phật tử thay phiên thôi, thay phiên ở lại với thầy. Dạ. Muốn cô đến đây thắp nhang để cho ấm cúng ha cô ha. Tính về là nhưng mà hai chị em bỏ thôi ở lại. Chứ không có mộ của ai. Dạ. Nên là đi. Quá thương mấy cô cái nhà. Mà giờ này thật ra thì thầy đã siêu sinh về cõi Phật rồi. Đúng rồi. Thầy đã quá đủ phước báo khi mà 3 ngày đồng hành cùng sư Minh Tuệ và khi qua đời đã được hàng triệu triệu Phật tử niệm hồng danh A Di Đà Phật để tiễn đưa thầy. Ở đây chỉ có phần xác thôi. Dạ. Thế nên bây giờ anh em tu tập mình về thế giới cõi Phật. Đó là 3 ngày cuối đời được tu tập và phát danh Minh Thiện. Phải nói là quá tuyệt vời. Hương linh của thầy Minh Thiện sẽ siêu sinh về cõi Niết Bàn. Anh cho em hỏi coi hồi sáng á, thì em có thấy một cái sự việc như thế này nè, là gia đình không có để tang. Hình như là những người dạ. Tu hành thì gia đình không có để tang. Dạ. Đã xuất gia rồi. Là do mình có nghĩ là do thầy đã gọi là bản sanh rồi. Dạ. Bản sanh rồi đúng không? Giờ đã xuất gia dạ. Rồi gia đình không có để tang. Dạ. Dạ. Em thấy là không có để tang nè, thứ hai là cũng không có chống kèn, không có gì hết cô dạ. Chú anh chị. Rất là đơn giản. Lễ tang đơn giản. Đơn giản, không nhận cúng điếu, dạ. Không nhận lễ vật, không nhận hoa quả. Dạ. Dạ. Và gia đình cũng không muốn là truyền kinh rộng rãi trong những ngày kia. Dạ. Dạ. Đây, chị Trang với lại mấy chị đi đến cũng thắp nhang cho thầy Minh Thiện nữa cả nhà. Mà tình cờ của chú anh chị, thầy Minh Thiện đây là cũng có người nhà,
mà cái chị đó cũng là fan của chị Hồng Loan luôn. Đúng rồi. Chị Quỳnh, em biết là chị Quỳnh fan của chị Hồng Loan luôn, cô chú anh chị. Thì nói chung là nó là một cái cơ duyên, một cái nhân duyên của chú anh chị. Nãy giờ thì mấy cô đây nói là có Phật tử đến đây thắp nhang rất là nhiều. Biết được thầy an táng, an nghỉ ở đây thì đến đây thắp nhang rất là nhiều của chú anh chị. Bây giờ ngôi mộ thì như vậy thôi. Em nghĩ chắc trong vài hôm nữa thôi thì sẽ được hoàn tất ha cả nhà. Ở trên thì có mái che ha quý cô chú anh chị. Có mái che, che nắng, che mưa. Phải nói là thầy Minh Thiện rất là như vậy là cũng ấm cúng hạnh phúc và cái nhà phước báo vô cùng ha. Sau vài ngày, mấy ngày đã đi cùng với lại thầy Minh Tuệ. Không mà cũng ấm cúng. Quay nha. Rồi em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ạ.